Chào mừng quý vị đang đến với một điểm tin giáo hội hoàn vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Hàn Quốc cho mở cửa nhà thờ dân lễ trở lại. Phim khám phá bí mật đời sống của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu sắp công chiếu đi đằng ánh sáng, một việc đạo đức vẫn còn xa lạ với các tín hữu Việt Nam. Hàn Quốc cho mở cửa nhà thờ dâng lễ trở lại trước sự tiếp tục giảm sốt số người bị lây nhiễm virus corona. Hôm 20 tháng 4 2020, chính phủ Hàn Quốc đã mở rộng các biện pháp phong tỏa và cho mở lại một số hoạt động trong đó có các nhà thờ. Hôm 20 tháng 4, Hàn Quốc chỉ có thêm 13 người bị nhiễm virus corona. Trong đó, có 7 trường hợp từ nước ngoài nhập nội. Đây là ngày thứ ba số người lây nhiễm liên tục xuống dưới mức 20 ca mỗi ngày. Chính phủ Hàn Quốc đã kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội đến cuối tháng 5, nhưng đã nới rộng một số lĩnh vực. Những nơi công cộng như nhà thờ, nơi tập thể thao và quán nước được mở trở lại. Tương tự, Ban Sachsen là ban đầu tiên trong số 16 bang của nước Đức đã cho mở lại các buổi lễ tôn giáo có giáo dân tham dự kể từ hôm 20 tháng 4 vừa qua. Phim khám phá bí mật đời sống của Thánh Teresa hài đồng Jesus sắp công chiếu. Sau khi dành một chương trình phát sóng thành công về Chúa Jesus, chương trình bí mật lịch sử sẽ giới thiệu số đặc biệt vào thứ hai ngày mùng 4 tháng 5 sắp tới trên kênh truyền hình Pháp về một nhân vật quan trọng khác trong lịch sử Kitô giáo, đó là Thánh Teresa hài đồng Jesus, vị thánh được coi là vĩ đại nhất của thế kỷ 20 bước vào dòng các Minh ly xuất. Lúc mới 15 tuổi, khi qua đời, Thánh nữ Teresa đã trở thành một người nổi tiếng chưa từng thấy. Qua đời năm 24 tuổi, vì mắc bệnh lao, người nữ tu trẻ đã viết cuốn hồi ký mang tên Chuyện một tâm hồn trong sự thầm kín của dòng các minh. Cuốn sách được phát hành ngay sau khi chị qua đời và đã tạo ra tiếng vang trên toàn thế giới. Cuốn sách đã bán được hơn 500 triệu bản, trở thành một trong những tác phẩm quan trọng về đời sống thiêng liêng của nước Pháp. Thông điệp vừa đơn giản vừa sâu sắc của người nữ tu các minh trẻ tuổi đã chạm đến trái tim của rất nhiều tín hữu. Từ tháng 9 năm ngoái, cư dân Lysius và Alison đã thấy các máy quay truyền hình chương trình bí mật lịch sử rảo khắp các con đường trong thành phố của họ đó là lúc đoàn làm phim bắt đầu quay phim để khám phá cuộc sống thật của thánh Teresa hài độc giê xu. Ekip làm phim quay lại tất cả những nơi chạm đến cuộc đời của thánh nữ như ngôi nhà ở Bushonet, dòng cát minh và vương cung thánh đường lớn nhất ở Lichert. đặc biệt khi mẹ bề trên cho phép vào nội vi đoàn làm phim đã được tiếp cận những nơi thường bị cấm đối với công chúng như phòng ở của Thánh Teresa, bệnh xá nơi chị qua đời, nơi sinh sống của các nữ tu. Đó là những khoảng khắc đặc biệt xúc động, thậm chí còn làm sửng sốt đoàn làm phim. Emmanuel Oix xác nhận, có những khoảng khắc chúng tôi nhận thấy họ rất xúc động khi khám phá câu chuyện về cuộc đời của Thánh Teresa và gia đình của chị. Khi họ đến một vài ngày để quay họ ngay lập tức đắm chìm vào trọng tâm của chủ đề tới những điều cốt yếu. Họ đều đồng ý rằng thánh Teresa đã biến đổi trái tim của họ. Trong khi hầu hết các cảnh quay diễn ra ở Lisieux, các máy quay cũng chạy khắp các đường Ellison, một thị trấn nhỏ nơi Teresa đã sống những năm đầu đời. Chính tại thị trấn của vùng Normandie, song thân của Teresa, ông Louis và bà mặc Martin đã gặp gỡ, kết hôn và có nhau chín người con. Đây là cặp vợ chồng được phong thánh đầu tiên trong lịch sử của giáo hội. Khi kết thúc cuộc hành trình dài theo bước chân của thánh Teresa, bộ phim tài liệu sẽ trình bày vẻ rạng rỡ sau khi qua đời của vị thánh thông qua lời chứng của những người đã được thánh Teresa lay động tâm hồn. Ca sĩ Natasha Sanpierre một người mến mộ thánh Teresa đã tâm sự các bản văn của thánh Teresa có thể cho chúng ta niềm tin vào con người và chỉ cho chúng ta một con đường đơn giản là chị thánh mời gọi chúng ta sống với trái tim và nói với chúng ta điều này dù bạn có tin vào Chúa hay không ngài vẫn yêu bạn người Kitô hữu tốt là gì nếu không phải là một người sống yêu thương khiêm nhường và ngay thẳng đối với thánh Teresa không cần phải trở thành một người tốt nhất trên thế giới để được Chúa yêu. Đi đàng ánh sáng, một việc đạo đức vẫn còn xa lạ với các tín hữu Việt Nam. Trong mùa chay và thứ sáu tuần thánh, các tín hữu thường đi đàng thánh giá. Tuy nhiên, trong mùa phục sinh, tốt nhất Chúng ta nên ngừng đi đàn thánh giá để chuyển sang đi đàn ánh sáng hay còn được gọi là các chặng đàn phục sinh. Đây là cách để suy niệm về mầu nhiệm phục sinh cùng các biến cố sau khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Việc đi đàn thánh giá vừa phù hợp với khung cảnh và bầu khí của mùa phục sinh lại vừa đáp ứng được những đòi hỏi của phụng vụ là việc đạo đức phải tùy thuộc vào mùa phụng vụ. Mô phỏng theo phụng vụ, tiếp nối bổ túc cho phụng vụ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các tín hữu chỉ quen thuộc với đàn thánh giá hàng trăm năm qua, còn hầu như không biết đến đàn ánh sáng. Bằng chứng là các nhà thờ và các nhà nguyện đều có các chặng thánh giá hầu giúp cho các tín hữu dễ dàng thực hành lòng sùng kính đi đàn thánh giá vốn có bề dày lịch sử lâu đời và lại rất cần thiết, nhưng hiếm thấy nơi nào có các chặng ánh sáng. Các đàn ánh sáng là một thực hành đạo đức bình dân, trong đó chúng ta sẽ lần lượt chiêm ngắm và suy niệm về biến cố phục sinh của Chúa. Những lần hiện ra của Ngài sau phục sinh và việc Chúa cử Chúa Thánh Thần đến với hội thánh, như được ghi lại trong bốn sách tin mừng và sách tông đồ công vụ. Như vậy, các chặng phục sinh sẽ hoàn tất các chặng thánh giá. Đàn thánh giá gồm 14 chặng. Chặng thứ nhất, Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Matthew chương 28, câu 5b đến câu 6a. Thứ hai, các môn đệ tìm thấy ngôi mộ trống. Do An chương 20, câu 8. Thứ ba, Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà Maria Magdala. Do An chương 20, câu 14b đến câu 18. Thứ tư, Chúa Giêsu hiện ra trên đường đi Emmaus, Luca chương 24 từ câu 15 và câu 25 đến câu 27. Thứ năm, nhận ra Chúa Giêsu khi người bẻ bánh, Luca chương 24 từ câu 29 đến câu 32. Thứ sáu, Chúa Giêsu hiện ra với cộng đoàn các môn đệ tại Jerusalem Luca chương 24 từ câu 38 đến câu 40. Thứ bảy, Chúa Giêsu ban cho các môn đệ bình an và quyền tha tội. Do an chương 20 từ câu 19b và câu 20b đến câu 23. Thứ tám, Chúa Giêsu củng cố đức tin của Tô-ma. Do an chương 20 câu 24 đến câu 29. Thứ chín, Chúa Giêsu hiện ra bên bờ biển hồ Tiberia, Doan chương 21, từ câu 10 đến câu 12. Thứ 10, Chúa Giêsu tha thứ cho phê và trao phó cho ông chăm sóc đoàn chiên của Ngài. Doan chương 21, câu 15 và câu 17b và câu 19b. Thứ 11, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi đến với muôn dân. Matthew chương 28, từ câu 19 đến câu 20. Thứ 12, Chúa Giêsu lên trời. Mác-cô chương 16, từ câu 19 đến câu 20. Thứ 13, Đức Maria và các môn đệ canh thức cầu nguyện tại lầu trên. Công vụ chương 1, từ câu 13a đến câu 14. Và thứ 14, Chúa phục sinh phái Thánh Thần đến với các môn đệ. Công vụ Chương 2 từ câu 1 đến câu 6. Việc đạo đức đi đàng ánh sáng giúp giáo dân nhớ lại biến cố trung tâm của đức tin là sự phục sinh của đức Kitô và địa vị làm môn đệ của mình, mà bí tích rửa tội đã đưa họ từ đêm tối của tội lỗi đến ánh sáng của ân sủng. Cục điểm tin giáo hội hoàn vũ của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là hết hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin lần sau